chào tất cả anh em nha. Chúc tất cả anh em buổi sáng vui vẻ nha anh em. Công việc hàng ngày nha anh em. Là quay hình gà cho anh em xem. Này phong thái Mỹ nha anh em. Cũng đẹp. Dáng tướng nó cũng phải gà lắm anh em. Đẹp gà. Nói chung mẫu này em thấy mẫu gà vậy cũng chuẩn rồi anh em. Có lông suối cũng được nữa anh em. Thì cũng tùy quan điểm mỗi người nha anh em. Có người thích kính lông cắt xác, xác dữ, xác dừa, hay là có suối lông. Cũng tùy người chơi anh em. Tại vì mỗi người cảm nhận cái đẹp khác nhau mà anh em. Con này thì nó có lông hơn suối. Nhưng mà con nào thì bo cũng tươi cũng dữ hết nha anh em. Con nào cũng bo cũng tươi cũng dữ. Cũng đẹp gà. Rồi ok nha anh em. Chúc tất cả anh em buổi sáng vui vẻ nha. Mấy phương Thái Mỹ là vậy đó nha. Em nào mấy nay sung ghê.